Thưa quý vị, Bích Câu Đạo Quán là một di tích của đạo giáo Việt Nam nổi tiếng ở Hà Nội, thờ chân nhân đắc đạo Thành Tiên. Xưa nay đây thuộc thôn An Trạch, huyện Vĩnh Thuận, phủ Phụng Thiền, nay là số 14, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dù ngày nay nước ta không còn bóng dáng của đạo sĩ tu tiên theo thuyết lão tràng, nhưng Bích Câu Đạo Quán là một di tích lịch sử rất quan trọng của kinh thành Thăng Long xưa. Thuở xưa, Bích Câu Đạo Quán, một trong những trung tâm truyền tư tưởng đạo giáo tín ngưỡng Việt Nam. Đây là nơi thần kinh tại hội thường diễn ra cầm kỳ thi họa của các kẻ sĩ ở kinh đô Thăng Long và các tao nhân mặc khách trong cả nước. Các nho sinh văn miếu Quốc Tử Giám đến tụ hội vãn cảnh xin thơ, vịnh thơ và xin bài thuốc. Bích Câu Đạo Quán được xây dựng trên gò Kim Quy, nơi cố trạch của Tú Uyên. Vị trí nằm bên trái văn miếu Quốc Tử Giám, đây còn là nơi Tú Uyên gặp tiên nữ Giáng Kiều rồi kết duyên, và là nơi tu hành đắc đạo của đức tiên ông Trần Tú Uyên. Bích Câu Đạo Quán được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 15. Đầu thế kỷ thứ 16 đời vua Lê Thánh Tông là nơi để các đạo sĩ đến luyện phép trường sinh và thờ cúng thần tiên. Đến thời Lê Trung Hưng, đạo giáo suy thoái, phần lớn các đạo quán dần dần trở thành đền, chùa. Trong khuôn viên Bích Câu Đạo Quán cũng có thêm chùa và điện thờ mẫu như ngày nay. Đây là chúng tôi gọi là cái tăng quan. Ngày xưa là cái cổng này hầu như không mở, chỉ có ngày lễ lớn mới mở. Thế còn mở là mở hai bên cổng phụ. Đấy, thẳng vào đây. Đây thì là chùa, đây là đền thờ mẫu. Đền đây cháu thấy là có anh chị là đang tập giống như Thái Cực Quyền. Đấy, đây thuộc Thái Cực Quyền. Đây là người ông dạy, tức là tay người của sở thể thao. Đã. Có mấy cô người cao cao, là cô người Mỹ. Đã. Nó cứ về tập thời gian này theo là đợt vừa rồi Covid mẹ nó ốm mà mẹ ốm chết mà cũng không về được. Tương truyền Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Một hôm mơ thấy Phật Bà Quan Âm mời vua lên đài sen, bẻ tám cành hoa sen trắng ban cho vua. Tỉnh mộng, vua đem việc ấy nói với các quan trong triều và các cao tăng. Các cao tăng thưa với vua ở hồ Tảo Liên, phường Bích Câu, cửa Nam Thành, có loại sen trắng nở sớm, mùi hương rất thơm. Vua sai đem hoa sen ấy đến nhìn, quả đúng như trong mộng, liền cho xây ngôi chùa để phụng thờ Quan Âm gọi là chùa Đắc Quốc. Mỗi khi hoa sen nở, vua lại ngự thuyền rồng đến để làm lễ dâng hoa. Vua sai người hái mấy bông sen trắng đẹp nhất làm lễ dâng lên chùa Đắc Quốc. Sau đó mới lấy mấy bông đem về dâng lên nhà Thái Miếu. Nhân dân trong thành nô nức đến xem. Đây quả là một lễ hội vui vẻ. Thời vua Lê Hiển Tông, sinh năm 1458, mất năm 1504, được tiên ông Ứng Mộng giúp bình quân chiêm thành. Thắng lớn, vua đích thân về Bích Câu lễ tạ. Để ghi nhớ công lao, nhà vua đã phong cho Tú Uyên danh hiệu An Quốc Tự Trần Nhân, đặt tên cho là Bích Câu Đạo Quán, nơi thờ đạo lão và cho xây chùa An Quốc. Dân gian còn truyền câu ca, giúp cho đất nước thanh bình, giúp cho sức mạnh dân làng an cư. Quan triều chính cùng vua hoan hỷ, sắm lễ ra miếu để tạ thần. Chiếu phong An Quốc Trần Nhân, muôn đời hương khói đượm nhuần câu ca. Dưới Hà Nội phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với Bích Câu Đạo Quán ở số 14 Cát Linh, Hà Nội. Hiện tại trước mặt quý vị, Duy rất vui được gặp bác và anh. Dạ. Tôi là Hiền, quê gốc tôi ở đây, mà tôi ở đây là đời thứ 8. Đấy, trước đây là cụ tổ nhà tôi là người Hà Tĩnh. Thế năm 1789 theo vua Quang Trung đánh giặc. Thế đó khi thắng giặc xong thì là đại khái là gia phả để lại, tức là một là vua cho đất cát ở đây, hai là muốn về quê thì vua cũng cấp đất cát. Thế là cụ tổ tôi không thích nữa thì thích ở đây. Thế từ năm 1789, tức là đời tôi là đời thứ 8, tức là tầm khoảng là cỡ 230 năm. Thì chính gốc từ đây tôi là suốt từ ngày các cụ ra ở là chúng tôi ở ngay trong làng An Trạch. Làng An Trạch thì dân Hà Tĩnh ra đây thì có hai nguồn, một là từ Hà Tĩnh ra, hai từ ở Sơn Tây cũng là gốc về đây. Nói chung là cái di tích này của chúng tôi thì nó có tầm khoảng là cỡ trên 600 năm, từ thế kỷ thứ 1500
60-70 gì đó ấy, có cái đình này thôi. Thì ngày xưa chưa gọi là có đình thì cũng chưa đúng, vì ngày xưa của cụ Tú Uyên là tôi ấy, là chúng tôi gọi là thành hoàng làng. Thì ngày xưa đây chỉ là một cái miếu, một khu đất hoang. Thế là cụ về đây cụ lập lều sinh hoạt. Thế là hàng ngày thì cụ vẫn sinh hoạt, thì là một hôm cụ nằm mơ là thấy gặp một người phụ nữ như thế, tức là lên chùa Cầu Đông thì sẽ gặp một người như thế. Thì cụ sáng hôm sau cụ tỉnh dậy thì cụ lên thì đợi từ sáng đến chiều không thấy ai cả, thì cũng chuẩn bị đi về thì thấy một ông già bán một bức tranh của một người phụ nữ, thì ông liên tưởng đến cái bức tranh này là những người phụ nữ hôm qua mình gặp. Thế là cụ hỏi mua bức tranh. Thế thì mua bức tranh về thì dán ở cái lều. Ngày xưa làm gì có nhà cửa, dán lên cái lều. Thì hàng ngày cụ vẫn đi học, chưa về nấu cơm nấu cháo. Thế một hôm lâu rồi thì mới đại loại còn đã 5-7 tháng gì đó, thì về nhà thì lại thấy cơm, nồi cơm nước trinh tươm rồi. Thì là trên bàn lại có bát đũa, lại có hai cái bát hai đôi đũa. Thế là ông ngồi vào ăn. Đấy, thì là cũng một thời gian sau thì cứ tính tò mò của cụ ấy. Thế hôm cụ đi học thì đến nửa đường cụ quay về. Đấy, cụ quay về thì gặp Giáng Kiều, thì cụ cũng nói luôn là sao đại khái là nàng phải để chàng đợi lâu. Đấy, thế là nói thôi, thì là cụ cất cái bức tranh ấy đi. Đại khái là trước đây là cụ cũng có những cái nghi rồi. Tức là mỗi lần cụ về thì cụ nhìn thấy cái châm chài trên đầu này là nó lệch đi một tí. Đấy, trước đây cũng cài trịch xuống nhà hạn, bây giờ sau này cài lên thì cụ biết là có những cái linh tính. Thế là cụ gặp được là Giáng Kiều, thì Giáng Kiều cũng nói là người của Nam Nhạc ở trên trời xuống đây để nghe lệnh của vua cha và một thần Bạch Mã ở trên đỉnh Bạch Mã đấy, về đây để mà kết duyên với chàng. Thế thì chúng tôi tại sao lại có những cái liên quan đến, tức là đình Bích Câu và đình Bạch Mã lại có những cái liên quan kể của chùa Bà Ngô đấy, rồi đình của chúng tôi liên quan đến cái thí dụ như là trên núi Nùng, đình chùa Diên Hiệu là đều có những cái liên quan đấy cả. Đấy, thì vừa rồi tôi cũng nói thật là ông Giáp, là tiến sĩ Giáp, ông viết một cái bài về Hà Nội. Thế theo tôi ông ạ, theo tôi nhỉ, di tích của chúng tôi là phải được liệt vào cái di tích đặc biệt. Thế ông ngồi ông ngẫm nghĩ cho ông bảo ông nói đúng. Vì ít đình nào mà có những cái liên quan rộng rãi như ở Bích Câu Đạo Quán, liên quan đến đền Bạch Mã, liên quan đến chùa Diên Hiệu. Xưa, Bích Câu Đạo Quán có tổng diện tích là 4.850 m². Hội Bích Câu có trò thi hoa thủy tiên, trọi gà, cờ người, thổi xôi, thi chối đẹp, hát ca trù, tế lễ thường niên 2 lần một năm. Linh đình nhất là đêm 11 dạng ngày 12 tháng 8, việc làng, và ngày 4 tháng 2 kỷ niệm ngày sinh của Đức Tiên Ông. Ở ngoài đình là tế lễ chung của làng, còn ở dòng họ lớn cũng đều có tế lễ tại nhà của ông trưởng họ. Lễ sụ là xôi, oản, quả. Đặc biệt có tổ chức trang trọng lễ phụng bút, tức đào bút 3 ngày liền trong các kỳ thi hội để xin thơ. Dân làng An Trạch còn lưu truyền mãi về tài năng đức độ của ngài. Nhiều người bị bệnh nan y, thầy thuốc đã bó tay, nhưng khi đến xin ngài, nếu như mệnh chưa hết, ngài sẽ có bài thuốc để cứu toàn bằng lá cây. Đặc biệt nếu ai nghèo là hiền đức, thì những bài thuốc đó dễ tìm, không phải mua như bã trầu. Sau khi người bệnh khỏi, đến lễ tạ và khấn thì mọi người mới biết. Tiếc rằng đến nay, lễ phụng bút gần như đã biến mất, chỉ còn lại trong trí nhớ của con cháu những người được giáng bút. Có một thuyết khác cho rằng Bích Câu là tên một ngòi nước trong xanh như ngọc bích. Ngòi này chảy từ núi Lùng xuống Thủ Lệ rồi đổ vào hồ Tảo Liên thuộc thôn An Ninh, Tổng An Thành, huyện Vĩnh Thuận. Tên phường Bích Câu được đặt theo tên ngòi nước thơ mộng ấy. Hồ Tảo Liên là hồ nước mênh mông trong suốt. Hồ sản sinh một loại hoa sen trắng nở vào đầu hè. Trước khi các hoa sen khác nở, nên Tảo Liên có ý nghĩa là hoa sen nở sớm. Vùng hồ này chính là đầu nguồn của sông Kim Ngưu. Giữa hồ Tảo Liên có gò Kim Quy rộng mấy trượng trông như bồng lai tiên cảnh. Vua Lý Thái Tổ cho xây chùa trên gò gọi là chùa Đắc Quốc, sau vua Lê Thánh Tông đổi là chùa An Quốc. Bích Câu Đạo Quán có lẽ không xa lạ với nhiều người, một phần bởi đây là quán của đạo giáo Việt Nam, thờ tiên ông Trần Tú Uyên. Quen thuộc hơn, nơi đây còn gắn liền với mối duyên kỳ ngộ giữa nàng tiên Giáng Kiều và chàng trai họ Trần nơi hạ giới, gửi gắm ước mơ người và tiên hòa hợp của dân gian.
Hiện dấu tích của Bích Câu Đạo Quán chỉ còn lại chùa An Quốc Tự, đền Tú Uyên và điện thờ mẫu. Sau cổng Tam Quan tuy nhỏ nhưng độc đáo là một khoảng sân khá rộng, nối liền đền Tú Uyên với chùa An Quốc bên tả và tòa nhà đối xứng bên hữu. Theo kiểu kiến trúc của đạo giáo, ở giữa sân đặt một hòn non bộ để chắn gió, tức bình phong giả sơn. Trước sân lại có hai giếng hình tròn và vuông, tượng trưng cho trời và đất, thiên địa phong thủy. Cả ba tòa nhà chính này đều nhìn về hướng nam và xây theo lối kiến trúc truyền thống hình chuôi vồ. Phía sau còn có hậu đường, nhà khách, vườn tháp và nhà ni. Bích Cầu không chỉ là vùng đất Phật mà còn được coi là mảnh đất của chốn Bồng Lai tiên cảnh. Đây thực sự là trường hợp hiếm hoi có sự biến đổi từ vùng đất Phật thành nơi có cảnh sắc và những câu chuyện huyền bí mang đậm tính chất của đạo giáo thần tiên. Cảnh thần tiên thần bí đã được khắc trên những câu đối trong quán như Tuyết kính châu thiên độc hoán hồng trần khai giác lộ, Vân hương đặc địa tích thành bích thủy hội đảo nguyên. Tạm dịch: đường tuyết khai thiên biến đổi bụi trần nơi giác lộ, Vân hương mở đất tụ thành bích thủy trốn đảo nguyên. Tuyết kính là đường của thần, Vân hương là quê của tiên. Thần tiên bao giờ cũng đi mây về gió, ngủ tuyết nằm sương. Hay những câu thơ viết về chốn thần tiên được ghi thẳng hàng treo trên bức tường của chùa An Quốc như sau: cửa trời rộng mở có mây cài, ngọc phách lung linh rõ gác đài, rùa phượng sớm xây nền thịnh thế, rồng lân nghi giá chốn thiên tai. Thôi được, trước đây chúng tôi có cái dòng sông, sông nó nhỏ nhưng nó không to như là sông Hồng, nên đại khái nó chảy qua làng An Trạch. Cái dòng sông này là xuất phát từ núi Nùng, chảy qua chùa Diên Hiệu, chùa Một Cột. Lúc thì gọi là chùa Diên Hiệu, lúc có chùa gọi chùa Một Cột đấy, mà chảy qua đây. Thì trước đây thì anh ạ, đình nhà tôi là có một loại sen chân trắng tám cánh, là tượng trưng cho tám đời vua nhà Lý thờ đền trên Từ Sơn. Đấy. Thế mà sau đó thì vua cũng nghe tin như thế thì mới sai người xuống đi xem. Thì đúng quả thật là những cái tin đồn là đúng. Thế là vua cho xây những cái đại khái là những cái ngôi chùa để thờ. Thế hàng năm thì là vua lấy hoa về để thờ Phật. Sau khi mà mất thì tống sen trắng là mất luôn. Các anh mà cũng nói thực, người ta chỉ có đình với chùa thôi, chứ ít nơi của tam giáo đồng nguyên, đình, đền, chùa. Đấy, mà cái đền của chúng tôi là một cái đạo giáo, là thờ đạo tiên, thờ đạo. Thế nhưng là rất ít là những cái nơi mà được thờ đấy. Thì vừa rồi cách đây còn được cỡ độ 10 năm ấy, thì năm 2010 thì nhà nước cho đại tu lại hết cả, tiểu trùng tu, tất cả những cái gian nhà ngày xưa lấn chiếm ấy, 27 căn hộ. Đầu tiên chỉ có vài ba căn đấy, nhưng mà qua năm tháng ngày sinh sôi đầy nở, cái một người lấy con thì lại tách sổ hộ khẩu, một người con lại tách sổ hộ khẩu, tức là đền bù khoảng cỡ gần 30 căn hộ. Đấy. Thậm chí cái đất này là kể cả ông phó quận công an cũng được cấp. Thì ông cấp thì là ông cho lính về, ông lan sang lấp mấy cái hồ mắt đỏng của tôi đấy, ông lấp hết. Đấy. Bên này thì Bộ Tư lệnh Thông tin đấy chiếm. Thì đầu tiên cái năm 1968 là năm chiến tranh, thì mới hỏi dân làng mượn. Thì lúc bây giờ dân làng mượn, thì lúc bây giờ là coi đình chùa coi như cũng nói thật anh là cũng không ít người trông nom. Thì ông cho ở nhờ một cái tam quan đây. Thế mà không biết là bằng một cách gì mà giấy tờ giả mạo bảo ông này ông bán cái di tích. Đấy, thậm chí cái tam quan của chúng tôi các vị còn đào hố vệ sinh ở góc này, một cái nhà vệ sinh công cộng. Đấy, mà lại anh ở lúc bây giờ là đình chùa làm gì có ai. Thậm chí cái đình của chúng tôi là Bộ Tư lệnh công binh người ta về để mượn, đóng cửa lại không cho ai vào lễ. Thì tất cả trong cung là để súng ống. Tất cả những cái nền nhà là chúng tôi người ta đào lên để làm cái hầm cá nhân. Tức là tầng xe của cái tầng xe đấy, những cái ống tròn tròn này này để hết cả đây, trốn hết cả đây. Thì cái năm khoảng năm 94 thì đại khái là một là vì tâm linh đình chùa có hiệu lực. Thì lúc bây giờ rồi thì là có một số vị quen thuộc thì mới nhờ người ta giả lại cái đình này. Giả lại cái đình này, thế nhưng mà có một cái rất dở, thế là khi ta mượn thì mượn của dân làng. Nhưng khi người giả là không giả cho dân làng. Tức là ngày xưa đất của chúng tôi sang tận kinh cái nhà 7 tầng này này. Phố Trị Hoài Đức là đất của đình. Ngày xưa thì làm gì có hoàng cung đức. Tức là ông Từ phải làm vườn, cuốc đất trồng rau để mà sống, chứ làm gì có hoàng cung đức. Đấy, cho nên đất cắt của tôi rộng lắm. Bên này thì là đất từ đây ra đến tận phố Phan Bổ Tiên. Đấy,
gọi là cái khuôn viên của đình của chùa, cái chiều ngang này là 80 m, chiều sâu là 60 m, là 68-48. Nhưng còn cái đất để mà trồng rau màu hoa quả thì lại là cái khác đấy anh ạ. Thế nên ngày xưa ấy, chúng tôi có hai cái phù điêu ở bên cổng này. Một cái phù điêu là gì? Một cái phù điêu trước khi vào đây lễ phải đi đò, đã trải qua 5 tháng rồi thì là bây giờ mới thành đường. Đây là cái phù điêu thứ nhất. Cái phù điêu thứ hai tức là khi mà tu viên đắc đạo thành tiên ấy, thì trên trời Ngọc Hoàng sai mấy con hạc để đưa người về. Đấy, lại nói về cụ tu viên ấy, trước đây cụ là học đạo. Thế nhưng mà bà Giáng Kiều bà mới khuyên là này, cái nghĩa lớn nhất của con người là thờ phụng cha mẹ. Bây giờ chàng đã cha mẹ chết rồi, chàng nên luyện phép tu tiên. Đấy thì ông Tu Yên nghe ra thì mới nghe vợ là luyện phép tu tiên. Thế thì tu thành lúc thành tiên, đắc đạo thành tiên rồi ấy, thì cái ngày đó là ngày mùng 3 tháng 6, ngày đắc đạo. Thế chứ đắc đạo nhưng chưa về tiên ngay. Thì sau một thời gian thì là trên trời sai đàn hạc và về để đón Tu Yên về rồi. Lại còn trước nữa, sau khi cụ lấy được tiên rồi ấy, thì cụ sinh ra rượu chè, bê chữ hiệu hành. Thế mà Giáng Kiều thì mới thấy Tu Yên như thế, mới khuyên ngăn. Nhưng mà ông Tu Yên không nghe. Thế một hôm thì là Giáng Kiều mới giận, Giáng Kiều bỏ về rời. Thế ông Tu Yên về thì thấy không thấy vợ. Thì cái linh tính báo là có chuyện không lành. Thì ông Tu Yên nôm na lúc bây giờ là định quyên sinh Giáng Kiều ở trên trời biết thế mới xuống. Ông Tu Yên mới xin lỗi vợ là sau này là sửa sai, cái này là sai. Thì hai vợ chồng đoàn tụ thì sinh được người con, tức là Trần Chân Nhi. Một thời gian thì là Tu Yên Giáng Kiều cùng là về trời. Thì là dân làng ăn trạch lúc bây giờ mới tưởng nhớ đến cụ. Thế mà bèn nhau tức là quyên góp tiền nong thì là xây một cái ngôi đình này từ năm 1560 gì đó. Đấy thì cũng qua cái thời gian chiến tranh anh ạ. Hết chiến tranh chống Pháp chống Mỹ nó cũng bị cháy. Mấy chi ngày xưa làm chỗ bê tông. Theo tôi nghĩ thì cái này mới cái gian nhà đình này mới làm tầm năm 1930-32 gì đó. Chính xác tôi không nhớ nhưng mà tầm năm đó thì mới có xi măng. Đấy còn trước thì toàn cột gỗ. Thì cột gỗ là tây nó càn nó phá để đốt nó cháy. Có một vài cụ già cũng nói chuyện tức là có mấy cột đình này mà tây nó đốt mà không cháy. Tôi cũng rất là ngạc nhiên và chứ cái tâm linh thế nào mà đốt không cháy. Thế nhưng mà nói chung là những cái nó hỏng hết. Vì qua năm tháng kể cả các đề vua cũng thế thôi, cũng là nghe tin thì đến đây để xin xây đắp rồi để vua lệnh để xây đắp. Khi nhắc đến Bích Câu Đạo Quán, người ta vẫn thường nhắc tới câu chuyện tình duyên giữa chàng thư sinh nhà nghèo là Trần Tú Uyên và tiên nữ Giáng Kiều. Tích xưa về Bích Câu Đạo Quán còn lưu truyền. Thời vua Lê Thánh Tông, có vị chân nhân thuở nhỏ nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, một lần đến với Bích Câu. Thấy phong cảnh đẹp, bèn dựng tạm ngôi nhà lá bên ngòi nước ở phường Bích Câu làm nơi ăn học. Một hôm, nhân tiết xuân, Trần Tú Uyên đi chơi hộ chùa Ngọc Hồ, còn gọi là chùa Bà Ngô, nay thuộc phường Quốc Tử Giám, Hà Nội. Chàng nhặt được chiếc lá đỏ dưới cây mẫu đơn, trên lá có bài thơ. Liễu biếc đào hồng tiết tháng 3, xé loan hạ cánh cửa thiên gia. Cầu lam chật ních người như kiến, ai biết thần tiên trước mặt ta. Chàng đang say sưa nghiền ngẫm bài thơ thì nhác thấy một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần lướt qua cổng chùa. Chàng vội vàng rảo bước theo, nhưng đến đầu đình Quảng Văn thì thiếu nữ bỗng biến mất. Tú Uyên ngơ ngác ra về, mất ăn mất ngủ ngày đêm tưởng nhớ người đẹp đến sinh bệnh. Mấy ngày sau đến đền Bạch Mã khấn vái, đêm ấy chàng nằm mộng, thấy một vị thần dặn sớm mai ra đợi ở cầu đông, tức hàng đường ngày nay, sẽ gặp được người trong mộng. Hôm sau, Tú Uyên ra cầu đứng đợi đến chiều tối, thì thấy có một ông lão bán tranh tố nữ mà hình dạng giống hệt người thiếu nữ đã gặp hôm trước. Chàng liền mua bức tranh về treo ngay cạnh bàn học, ngày đêm ngắm nghía, ăn cơm, uống nước chàng đều sắp ra hai đôi bát đũa và mời mọc, trò chuyện với người trong tranh y như người thực. Một hôm, Tú Uyên bận việc ở trường nên về muộn, bước vào nhà thấy một mâm cơm thịnh soạn bày sẵn, chàng lấy làm lạ nhưng vẫn ngồi vào ăn. Cho là sự lạ nên ngày hôm sau chàng giả bộ đi đến trường. Nhưng đi được một quãng liền quay trở lại nhà, nấp vào một chỗ. Một lát sau,
một thiếu nữ từ trong tranh bước ra lo việc bếp núc, nhà cửa. Tú Uyên mừng rỡ, bước ra chào hỏi. Cô gái không biến đi được nữa. Thiếu nữ cho biết tên là Giáng Kiều, vốn là người cõi tiên. Vì có tiền duyên với chàng nên xuống hạ giới. Từ đó hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Tú Uyên và Giáng Kiều sống hạnh phúc được 3 năm, thì Tú Uyên sinh ra phóng đãng, rượu chè say sưa, bỏ bê học hành. Giáng Kiều khuyên can không được, lại bị gắt gỏng nên tức giận bỏ về trời. Đến lúc tỉnh rượu, Tú Uyên hết sức đau khổ và hối hận. Một hôm thì tuyệt vọng, trang định quyên sinh thì Giáng Kiều lại xuất hiện khuyên can chồng chú tâm học nghề thuốc cứu người. Tú Uyên nghe lời vợ học hành thành đạt, cứu chữa cho người dân quanh vùng. Một lần, đất nước bị giặc ngoại xâm. Nhờ có tài trị khỏi bệnh cho tướng giặc Cha Toàn nên giặc rút quân, đất nước bình yên. Nhờ công lao ấy, vua Lê Thánh Tông phong tặng An Quốc Chân Nhân cho Tú Uyên. Sau hai vợ chồng có được một con trai tên là Trần Trần Nghị. Nghe lời Giáng Kiều, Tú Uyên học phép tu tiên. Một hôm, sau khi dặn dò Trần Nhi ở lại cõi Trần, hai vợ chồng cùng cưỡi hạc bay lên cõi tiền. Câu chuyện được truyền ra khắp dân gian khi nữ sĩ Đoàn Thị Điểm diễn tả nó thành một thiên diễm sử mang tên Bích Cầu Kỳ Ngộ, tức cuộc gặp lạ kỳ bên ngòi biếc, viết bằng chữ Hán. Hai thế kỷ sau, cụ Vũ Quốc Trân, người Hải Dương, lại chuyển thể câu chuyện thành thể thơ lục bát với chữ quốc văn. Riêng bản của cụ Vũ Quốc Trân thì ban đầu được in bằng chữ Nôm, đến khi chữ quốc ngữ thịnh hành lại được in lại và lưu hành rộng rãi. Ngày này khi quý vị đến với Bích Cầu Đạo Quán, chúng ta không chỉ được nghe câu chuyện tình lãng mạn mà còn được chiêm ngưỡng bức chân dung nàng Giáng Kiều do Viện Viễn Đông Bắc Cổ tặng, lại được chứng kiến bức tranh toàn cảnh về quần thể di tích Bích Cầu Đạo Quán vào thế kỷ thứ 15. Sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc, Bích Cầu Đạo Quán bị cũ nát, được vua Gia Long, Tổng Trấn Bắc Thành Lê Chất bỏ tiền riêng tu sửa lại. Trong thời kỳ cuối năm 1946, đầu năm 1947, Bích Cầu Đạo Quán từng là trụ sở của Ủy ban Kháng chiến Hà Nội. Khi đó, quán bị quân Pháp san bằng nhưng rồi lại được nhân dân địa phương khôi phục vào năm 1953. Qua nhiều lần trùng tu, Bích Cầu Đạo Quán được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1990. Đến năm 2011-2012, quán đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho trùng tu với kinh phí khoảng 43 tỷ đồng. Từ ngân sách và vốn xã hội hóa, trong đó gần 24,2 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng, hơn 19,1 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích. Các hạng mục được phục hồi, tu bổ gồm chùa chính với diện tích 202m², mặt bằng hình chữ đinh, tường xây gạch chỉ đặc, mái lợp ngói mũi hài, nền lát gạch bát tràng phục chế, nhà mẫu có diện tích 129m², gồm tiền tế và hậu cung với các góc đắp đao cong và hình đầu kìm. Nhà tổ có diện tích 96m², gồm 5 gian xây gạch chỉ đặc, cửa bức bàn kiểu thượng song hạ bản bằng gỗ lim. Nhà khách có diện tích hơn 80m² và nhiều công trình phụ trợ khác. Hàng năm, nhân dân nơi đây mở hội tế vào mùng 4 tháng 2 âm lịch, kỷ niệm ngày thành đạo của Tiên Ông. Ngày mùng 3 tháng 6 kỷ niệm ngày chân nhân bay về trời. Ngày 12 tháng 8 ngày sinh của Tiên Ông cũng là lễ hội chính của đền. Trong ngày hội chính có các chương trình lễ tụng kinh thỉnh Phật, thỉnh thánh của các bà vãi của đền. Tiếp đó là các cụ ông trong đội tế nam ăn trạch bích cầu trong trang phục áo thụng xanh, đầu đội mũ thư sinh đi hải xanh làm lễ tế. Tiếp đó là chương trình văn nghệ biểu diễn ca trù và các hoạt cảnh diễn lại cảnh tiên ông tu học làm thuốc cứu người và gặp tiên nữ. Buổi chiều dành cho dân làng và khách thập phương vào dâng hương làm lễ. Bích Cầu Đạo Quán thực sự là một di tích tiêu biểu, minh chứng cho đạo giáo thần tiên đã tồn tại trong đời sống người dân Thăng Long và cũng là một địa chỉ được nhiều du khách đến thăm để tìm hiểu một thiên tình sử lãng mạn giữa tiên nữ và người Trần. Gần 20 năm qua, Bích Cầu Đạo Quán còn là chiếu ca trù đặc sắc, quy tụ những danh ca trên đất Hà Thành. Bác ơi, cho con hỏi là những khách thập phương đến đây ấy, thì vào tới đền của mình thì thường thường họ sẽ cầu điều gì ạ? À, cái này anh ạ, chính đây ấy, thì cái thứ nhất là các sĩ tử đến đây để về cái đạo giáo. Thế ngày xưa các cụ nói, theo các cụ nhà tôi nói thì các sĩ tử về đây văn miếu quốc tử giám để thi. Thế thường thường trước khi thi để cũng đến đây đàm đạo
rồi bàn bạc cũng như mình gọi là truy bài, hoặc là trước khi vào gọi là truy bài những người ta là hỏi nhau là đến đây. Cái thứ hai tức là có những chuyện gọi là tình duyên trục trặc mà. Thế cũng như vừa rồi tôi nói với anh đấy, là cụ Tú Yên là vợ chồng cũng coi như là bỏ nhau. Thế là thì, cụ ở đây thì vợ là thấy rượu chồng rượu chè thì mới chán bỏ về rồi. Bỏ về rồi thì là thì định tự tử thì trên trời bay xuống. Đây là lại đoàn tụ gia đình. Đúng không? Tan vỡ rồi nhưng bây giờ lại đành lại. Thì những cái đó là theo quan niệm của tôi mà dân làng ngày xưa cũng truyền lại. Cái là một là cái đạo giáo, hai là hạnh phúc gia đình nó chưa được trọn vẹn, chúc lạc là nên đến đây lễ. Có những đám anh ạ, từ Cao Bằng, từ Hà Giang về đây lễ. Đấy, có những đám nhà tôi chưa kịp mở cửa cho ạ. Thì cách đây khoảng là cỡ 7-8 năm, ở ngoài chưa mở cửa, cứ đứng ngoài kia mưa gió. Thế tôi hỏi, ông ở trước chưa có bằng. Về lễ bây giờ cháu thành đạt rồi, bây cháu về chỗ lễ tạ. Anh bảo thế có ghê không? Từ trên có bằng về đây. Thế còn thường thường đây người ta về đây lại nhiều. Vì nói chung là những cái tuyên truyền của chúng tôi nó thực là nó cũng chưa được tốt. Đấy, tuyên truyền chưa được tốt, chứ nếu quảng bá tuyên truyền tốt thì người ta phải đến. Ê, thậm chí chúng tôi có cái lớp học này, có cái các cái đình nào mà có cái lớp Hà Nôn về đây đâu. Đấy, đây thì gần như là cả tuần chúng tôi dạy Hà Nôn, từ sơ cấp cho đến cao cấp, từ cái giáo sư tiến sĩ về đây dạy. Đấy, giáo sư tiến sĩ về đây dạy, ông vừa không những mà giảng dạy về chữ mà giảng dạy về cái đạo giáo. Tôi nói có nhiều khi tôi nghe thầy gọi là thầy Thắm, phó giáo sư tiến sĩ, thầy giảng thì nghe thích lắm ạ. Nghe nó mê, mình cảm thấy như là bây giờ nghe cái thầy giảng hiểu biết rất nhiều nhỉ? Đấy, rất là hay. Bác, đạo giáo hiện tại ở Việt Nam ấy ít người biết tới, thì bác có thể chia sẻ cho cháu với khán giả biết đạo giáo thì họ muốn dân dạy cái điều gì ở trong đấy ấy? Theo quan niệm của tôi ấy, thì chỉ cũng dạy cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Thế cái đạo giáo cũng không dạy cái gì khác cả, tức là sống làm sao cho nó đúng, làm những việc thiện, không làm việc gì sai. Đấy, kể cả Phật cũng thế thôi, là luôn luôn là làm những dạy những cái đó. Bác có thể chia sẻ cho con về cái ngày lễ lớn ở đền của mình được không? Ngày lễ lớn thì cả tôi nói cả khu vực này nhé, ngày 13 tháng Giêng, ngày giỗ tổ của bên chùa, ngày giỗ tổ đấy nhá. Chứ còn ngày lễ chính của chúng tôi là ngày mùng 4 tháng 2, thì ngày đó là ngày người về rời. Đấy, lễ gọi nôm na chúng tôi là ngày hóa đấy, ngày chết đấy, mùng 4 tháng 2. Đấy, ngày mùng 3 tháng 6 là ngày thành đạt, tức là ngày đắc đạo thành tiên. Đấy, chứ còn ngày 12 tháng 8 là ngày sinh nhật. Đấy, ngày sinh nhật. Thế còn ngoài ra thì sau này chúng tôi có một số những cái ví dụ là cách đây khoảng độ cỡ 10 năm thì chúng tôi lập lại được cái mẫu này, trước thì nó tan nát cả rồi. Thế vừa rồi nhà tiếc đầu tư khoảng độ 4-50 tỷ để một là giải phóng mặt bằng 27 căn hộ đi và xây dựng lại hết cả đây. Đình, chùa, đằng sau của nhà tổ, rồi nhà khách. Đấy, chúng tôi là trước đây là nhà khách, nhưng mà chúng tôi bây giờ này cũng nói ông là nhà khách thì cũng ít, thì mới tận dụng nhà khách để lớp học dạy về Hán Nôm. Đấy, vâng. Dạ. Lớp học Hán Nôm hoạt động như thế nào bác? Ví dụ là ngày học mấy buổi và có mất phí gì không? À, không. Nếu học thì thế nhỉ? Một tuần thì chúng tôi có những ngày chúng tôi nghỉ. Thí dụ ngày thứ hai chúng tôi nghỉ cả ngày. Nhưng ngày thứ ba thì buổi sáng, thứ tư buổi sáng, thứ năm thì buổi sáng, thứ sáu thì có thể là buổi sáng, buổi chiều, lại kể cả có cái lúc cả buổi tối, thứ bảy cả ngày, chủ nhật cả ngày. Đấy, vì nó là cái đợt vừa rồi anh qua cái thời gian mà Covid mà, thì cái lịch sinh hoạt nó cũng chưa được đều. Các câu lạc bộ thì cũng nói thật anh là câu lạc bộ ở đây chúng tôi ấy, thì nó có còn ở cỡ 10 câu lạc bộ. Câu lạc bộ về Hà Nôm này có cái lớp mà dạy văn hóa phương Đông, người ta xem tử vi. Đấy, rồi thì các lớp thí dụ như là lớp Thái Cực Quyền, lớp Sơn Long Quyền Thuật, lớp Võ Cổ Truyền. Đấy, vừa rồi cách đây còn là cỡ 4 năm, gần 4 năm, tháng 10 này là được 4 năm. Có một ông như vậy là phó thị trưởng một cái thành phố của Pháp. Ông ấy là một người học sinh học môn Sơn Long Quyền Thuật của người Việt Nam dạy. Thế mà trước đây thì nôm na gọi là ông đi lính viễn chinh, nhưng mà ông sang đấy. Thì ông ấy mở một cái lớp gọi là Sơn Long Quyền Thuật, ông là đại võ sư người Bắc Ninh. Thế sau khi ông ấy mở một lớp ấy thì lớp ấy đông lắm. Sau khi ông thầy chết thì học trò ở trên quyên góp lại để cho một cái ông phó thị trưởng, ông Oliver về đây dạy ở đây. Thì cùng mang bà vợ, bà Sarah, ông là Oliver, vợ là Sarah, cùng hai đứa con. Năm nay đến đây cái thằng con bé nó khoảng cỡ 9-10 tuổi, thấp này này.
Bây giờ thì nó cao 1m7m8. Cái thằng mà lúc bây giờ là 15-16 tuổi thì cao bây giờ nó cao 1m92 rồi. Thế hiện nay ông vừa về Pháp rồi, ông cứ về đi đi luôn. Mà tất cả những tiền học sinh đây là ông không lấy tiền của lớp nào cả. Thí dụ các cháu có đóng là gì? Đóng để tuộc lệ phí gia đình. Thí dụ tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền vệ quét dọn. Thế chúng tôi không thu phí ngoài đình công ty, kể các lớp học chúng tôi không bao giờ thu. Mà kể các lớp tự đóng góp với nhau, thầy cũng không nào thầy là thầy nào lấy tiền. Không thầy một thầy nào lấy tiền. Thầy bây giờ đang giảng như là ông là tiến sĩ học viện tài chính, ông đến là dạy miễn phí hết, chứ không lấy một đồng nào cả. Các vị tự đóng góp thì dụ trang trải cái tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, hoặc là những cái tiền gọi là nôm na là cái quỹ lớp mà chay cưới xin, hoặc là ốm đau thì người ta để ta thăm cái quỹ đó. Chứ chúng tôi không bao giờ thu tiền. Mà các vị thu tiền là gì? Theo cái tiền thôi. Các vị mỗi một lớp học các vị bỏ mà không bị bỏ lên 100. Đấy, có vị bỏ được mà không bỏ được, nhưng nói chung là đa số người ta bỏ, chứ không phải là người ta bỏ. Như tôi nói cái này là có thể người ta quên thôi, nhưng 99,9% là người ta bỏ và cũng được cái tiền. Nó là tiền vệ điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền dọn dẹp cái đó, những cái bàn ghế người ta hỏng, lắp điều hòa. Đấy, vì lắp tôi học có lắp điều hòa. Thì các vị thiếu điều hòa là có loại ngoài tiêu chuẩn rồi, thì tự các vị mua điều hòa, các vị tự đóng tiền, hết bao nhiêu tiền đồng hồ thì lắp thì các vị tự giả. Chứ đình không có cái tiêu chuẩn gọi là lắp điều hòa cho các vị học. Các vị có quạt thôi, hai cái quạt, bàn ghế đầy đủ. Thì... Khi quý vị xem xong video, quý vị có những suy nghĩ, có cảm nghĩ gì thì quý vị hãy bình luận ở phía dưới video nhé. Đừng quên nhấn đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ kênh. Quý vị là người đầu tiên xem video này, hãy nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị sẽ là người đầu tiên được xem chúng và nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.